tiểu sử ca sĩ Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh, tên thật là Phan Kim Huê, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1985, là một ca sĩ, diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo của Việt Nam và là ảnh hậu đầu tiên của liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần nhất. Với vai cầm trong long thành cầm giả ca quê gốc của cô ở Thanh Hóa, lấy nghệ danh là Nhật Kim Anh. Một số người cho rằng cô lấy tên ăn theo nam ca sĩ Nhật Tinh Anh nhưng thực ra không phải vậy bởi. Vì cô đã chọn nghệ danh này trước khi nhóm 1088 có thành viên là ca sĩ Nhật Tinh Anh ra đời trong thời gian đầu. Hầu hết các ca khúc do cô biểu diễn đều do nhạc sĩ bằng cường sáng tác. Nhật Kim Anh bắt đầu tham gia các hoạt động âm nhạc từ năm 16 tuổi. Sự nghiệp của cô bước đầu đã có những thành công nhất định với album đầu tiên chuyện tình nàng ca. Hình ảnh Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh.